Ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào năm 2018, Mitsubishi Xpander nhanh chóng khẳng định được vị thế số 1 trong phân khúc MPV 7 cỗ cỡ nhỏ. Chiếc xe này khiến Toyota Innova bị khuất phục và giờ phải bổ sung thêm Avanza Premier Veloz Cross để gia tăng sức cạnh tranh. Mitsubishi Xpander 2022 nâng cấp vừa ra mắt thị trường Việt Nam với thiết kế mới, giàu trang bị tiện nghi nhằm tiếp tục thống trị phân khúc. Giá xe Mitsubishi Xpander 2022, Xpander MT giá 555 triệu, Xpander AT giá 588 triệu, Xpander AT Premium giá 648 triệu. Mặc dù đã tăng giá so với trước đối với ban cao cấp nhất, nhưng Mitsubishi Xpander 2022 vẫn sở hữu giá hấp dẫn nếu đặt cạnh Toyota Veloz Cross, giá 648 triệu và 688 triệu. Vậy chi phí nuôi xe Mitsubishi Xpander 2022 là tạm tính trong 2 năm đầu, và có thể khác biệt tùy từng điều kiện vận hành ở mỗi môi trường khác nhau. 1. Chi phí xăng. Theo nhà sản xuất đến từ Nhật Bản công bố, Xpander 2022 có mức tiêu thụ nhiên liệu trong nội đô là 8 lít 6 cho 100 km. Với đặc trưng xe dịch vụ thường chở đủ tải và di chuyển nhiều trong thành phố, mức tiêu hao nhiên liệu có thể lên đến 10 lít. Do đó, sau 2 năm, quãng đường di chuyển của xe kinh doanh dịch vụ khoảng 40.000 km, cộng với giá xăng hiện nay là 32.000 một lít, chi phí nhiên liệu sẽ vào khoảng 128 triệu. 2. Chi phí bảo dưỡng. Theo khuyến cáo, trong quá trình sử dụng, khách hàng nên bảo dưỡng xe Xpander 2022 định kỳ để giúp xe gia tăng tuổi thọ theo các mốc km, cụ thể. Mốc 5.000 km tốn 1 triệu. Mốc 10.000 km tốn 1 triệu rưỡi. Mốc 20.000 km tốn 2 triệu rưỡi. Mốc 40.000 km tốn 5 triệu. Lưu ý, các mốc bảo dưỡng trên đây chỉ là chi phí dự tính, không cố định và không bao gồm những trường hợp xe tai nạn, hỏng nặng phải thay thế nhiều phụ tùng. 3. Chi phí gửi xe. Đối với khách hàng ở các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh, người dùng Mitsubishi Xpander 2022 sẽ phải mất thêm khoản chi phí gửi xe, bởi thường ở chung cư hoặc nhà ở ngõ hẹp không có chỗ đỗ xe. Với khoản chi phí này, dự tính khoảng 1 triệu 2 một tháng cố định và khoảng 300.000 một tháng linh hoạt dành cho những trường hợp gửi xe bên ngoài khi đi chơi hay đi công việc. Phí gửi xe dự tính dành cho Mitsubishi Xpander 2022 trong vòng 2 năm vào khoảng 36 triệu. 4. Chi phí cố định. Với chi phí cố định, dù sử dụng hay không, khi mua xe Xpander 2022, người sử dụng đều phải bỏ ra, bao gồm phí bảo hiểm bắt buộc, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm thân vỏ, phí đăng kiểm. Sau thời gian 2 năm sử dụng, số tiền phải chi dành cho Toyota Veloz Cross 2022 vào khoảng 20 triệu. 5. Chi phí linh hoạt. Trong khoảng 2 năm sử dụng, người dùng sẽ nhận thấy những chi phí phát sinh của Xpander 2022 ngoài dự tính như chi phí rửa xe, phạt vi phạm giao thông, cầu đường vào khoảng 8 triệu trong 2 năm. 6. Tổng chi phí nuôi Mitsubishi Xpander 2022 sau 2 năm. Sau 2 năm sử dụng với mục đích chạy xe dịch vụ, chi phí cộng dồn để nuôi Xpander 2022 vào khoảng 202 triệu, 101 triệu một năm và 8 triệu 6 một tháng. Như vậy, ở thời kỳ giá xăng tăng cao như hiện nay, chi phí sử dụng xe Mitsubishi Xpander 2022 hàng tháng dành cho khách hàng dịch vụ là tương đối cao. Tuy nhiên, Mitsubishi Xpander 2022 vẫn là chiếc xe MPV 7 chỗ đáng chọn nhất hiện nay nhờ giá rẻ, thiết kế hiện đại, trang bị đủ dùng. Xe cộ ích.